còn non và xanh lắm. Đâu? Thank you.
mà cái thằng thằng Cương ấy nó đi nói chuyện bảo tao là thính để tao mua cho bà một đồ cho bà trả cái tiền hay đắt tao à chứ bán được mà hàng mà 200 mấy. Ơi lấy đi lấy lại to đi. Nhiều cân của cháu thì đắt hơn cân. Hả? Nhiều cân của cháu đắt hơn cân thôi chị. Lấy đi lấy lại nào lấy đi Tuấn ơi. Lấy lại to đi 15 nghìn một cân. Cứ cân lên. Thank you.
Yeah.